Mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Chiều nay thì chú chó Đồng Hải đi ra chỗ cái đồi bồ đề của chú Mạc. Thấy nói là ở đây có một cái tổ ong mật tương đối to trên cây. Thế là Đồng Hải với cháu Sinh đang đi xuống để đi tìm. Mà đây đường rậm quá. Mùa này thì cháu Sính đang cố gắng để đi bắt những cái tổ ong về để nuôi. Nên cứ thấy nói ở chỗ nào có ong là cháu Sính rất là thích và sẽ cố gắng để đi tìm. Thấy không? Chưa thấy à? Dưới đấy là cái cây gì đấy? Hai cây bên này. Ở đây thì rậm lắm, cái rừng bồ đề này bác ấy không phát đi được. Đây, ở khu vực này có cây gỗ xoan đào khổng lồ. Cây này gỗ tốt lắm đây. Rồi, cái da nó mốc meo này nhỉ, trông như kiểu nó khô rồi ấy. Hay nó khô rồi chứ? Khô rồi. Yeah. Tỏ thế cây này xẻ được nhiều ván lắm đây. Ván gỗ này tốt mà. Cũng không cắt ra được để mà đi xẻ cơ nhỉ. Không có được vận chuyển ấy. Xẻ. Sao? Hố đây á? Nhìn thấy hố chưa? À cây đấy á? Nhưng mà đã nhìn thấy con nào bay đâu. Chả nhẽ nó chạy rồi á. Cái lỗ kia gì chắc. Nhưng mà không thấy ong bay. Ông nói hôm nào? Thế thì nói mới mà. Thế thì lại không nên rồi. Có nghe tiếng không? Hả? Chú cứ thổi một phát thế. Nó kiểu vu. Chẳng biết nó đoạn trên đoạn này. Không thấy bay ra. Cháu thổi một phát chú nghe nhé. Kêu vu vu thế. Làm gì có cái kêu mảnh thế ở trong này ra. Nhưng mà làm gì ong nó thế. Không phải được. Đấy, con ong ở trong này kêu là có tiếng luôn đấy. À đấy. Đấy, vụt phát như kiểu máy bay này. Lạ là không thấy con nào bay nhỉ. Không kêu nữa nhỉ. Đấy. Chim à, hay con rơi? Cho vào nó không? Ủa, sống mặt đổ. Hương khói á. Hả? Sống mặt đổ rồi coi. Chứ giờ nó không rỗng ở trên nhỉ? Ở trên đó này. Thế sao nó vù 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 thế? Không biết rồi. Ủa? Vẫn có xe máy đi vào cái cuốn cái đường mình nhỉ? Ông mặc. Thế mà chặt. Không đem lửa đi à? Nghe kêu sợ nhở. Mẹ nó bọp.
con rắn nào còn kêu đâu. Không phải rắn đâu. Nó sóc rồi. Chắc chắn là nó sóc rồi. Chuột chứ. Không phải chuột, sóc. Chuột sóc của chuột của Thắng này. À đây tiếng ô tô với cái đường gì nhỉ? Không kêu nữa nhỉ? À, tít trên này. Liệu nó còn chạy ra chơi kia nữa không? Còn không nắm rõ nó rồi đấy. Nhưng mà chắc không, chắc không vào ong nữa. Không kêu nữa à? Nó quay rồi không kêu nữa. Cây này vẫn còn đi nữa đấy. Yo. Tít chừng kìa. Tí nó lọt ra vậy kìa. Bên kia có lỗ đâu, lỗ bé tí. Trên kia có một lỗ. Lỗ nhỏ bên trên. Quen này ngắn đi rồi. Để bổ cái cây dài này. Kia có một đống đất. Không biết trong hốc, không biết là trong hốc cây này có con gì mà chồng nó kêu gù gù gù. Đấy. Đấy. Thấp thôi nhỉ, con này nó ở nông thôi nhỉ. À không kêu nữa. Vượt qua rồi nhỉ. Nó tầm dưới rồi. Đấy. Chọc mạnh là nó phát ra chết đi. Bót nhọn đầu đi. Ô! Lông này, lông sóc gì đấy? Thật. Trời ơi. Đây ra nào. Này. Sóc bông này. À. Ui, sóc xỉn đấy chú ạ. Dạ. Ờ, đây. Bây giờ nó không chạy ra được. Ờ? Bây giờ hôn phát nó chạy xuống ấy nhỉ? Không. Sóc xỉn đấy. Sóc bông đàng hoàng đấy. Lúc này cháu thấy ăn hoa chuối kìa rồi. Sóc xỉn đấy. Bây giờ làm nào bắt, bắt nào được nó? Nút lại á? Ừ. Nút xong nút thế nào được? Nút xong chặt đứt cây không á? Ừ. Hạ cây. Ngã xuống. Sóc xịn đấy. Sóc xịn là thế nào? Còn xong vùng. Vùng này nó giá trị à? Ừ. 600.000 con đấy. Con thấy thằng fan quay kìa. Cây này chặt thì dễ thôi anh nhỉ. Cho tin tưởng. Nó chạy mẹ đi đâu mất à. Con này mà ra chú chó mình đuổi không kỳ đâu. Ừ. Hey. Chọc hẳn lại nhớ nó đau đi. Không, là nó đau thì nó chết đấy. Thế là nó bắt được nó.
Đấy, con quái vật đi. Đây mọi người nghe thấy không? Tiếng con quái vật đấy. Hai. Nó tí đoạn kia. Tận trên này không à? Ở đây, đúng đây. Không lấy được nó đâu nhỉ. Nó ở trong này bắt buộc phải lấy được nó. Sao chẳng nhỉ không? Bắt nó về nuôi. Gà nó ăn hoa chuối kìa. Ta chưa biết là phải bắt kiểu gì. Này tôi cũng phải bắt đâu. Đây mọi người ạ. Sản phẩm của cháu Xính cả buổi chiều nay vừa chăn trâu vừa đi rình mò nó đây. Buổi trưa nay thì hai chú cháu này đã lặn lội suốt mất mấy tiếng ở trên rừng để đi tìm cái con chuột này. Thì hiện giờ là cháu Xính đã bắt được em chuột về đây rồi đây. Đấy, đang bọc trong cái áo và cái áo đã bị con chuột này cắn nát rồi. Tí nữa thì cháu Xính sẽ bỏ ra cái lồng sắt thì mình sẽ quay cho mọi người xem con chuột rất là đẹp. Con chuột quý đấy. Thế này cũng bỏ công cả buổi chiều nhờ. Đấy. Mất công đi tìm cả buổi chiều. Đúng ra là con này bị bắt oan đấy chứ có phải là đi bắt nó đâu. Hôm nay là hai chú cháu là đi bắt ong theo lời của chú Mạc, chú Chỉ. Cuối cùng ong thì vẫn chưa tìm được. Nhưng mà chắc có khi nó vẫn còn trên cây nhá nhỉ, Xính nhỉ? Ong ấy. Chẳng qua hôm nay mình không nhìn thấy nó mình cứ nghĩ nó là dưới cây dưới này. Nếu trên cây kia cũng khó bắt đấy nhá nhỉ. Cây kia nó cái to. To lắm, cây kia to lắm. Đấy, đây là Xính đã mua sẵn đấy. Hoa quả về để cho chuột ăn rồi đây. Tao tưởng mua cho tao ăn chứ. À, có thối đâu. Vẫn còn thôi, vẫn ngon này mà. Nên là chắc tao phải ăn một nửa đi. Đấy, bây giờ cháu Xính đang chuẩn bị cái chỗ để nhốt con chuột đây. Con chuột rừng này đặc biệt. Phải sửa tốt vào. Không là mất công đấy. Thế mọi người thấy không? Cháu Xính rất cầu kỳ. Bắt con chuột mà còn phải sửa lông nữa này. Bây giờ đói lắm rồi, ăn cơm đi được rồi. Bây giờ thì tất cả các cái khâu chuẩn bị lồng liếc đã xong, thức ăn rồi ấy. Thì hiện giờ là em chuột đang được cháu Xính chuẩn bị cho ở trong lồng. Đấy. Ừ, mạnh đấy. Đây. Đấy, em chuột đuôi bông. Trốn rồi. Đẹp không? Đẹp. Đẹp thế này cơ mà. Ôi, nó đang gặm. Giờ nó gặm được cái sắt này không? Cho nó quả này. Không gặm được đâu. Cái cây nó cắn không được. Nó xong mà giỏi như dữ được.
Chắc rồi. Nó này. Nó trốn ở kia rồi. Nó ngồi kìa. Ê à, con này bụng nâu à? Bụng đỏ. Hai quả dái này. Ừ. Một con chim. Đấy. Tình tình. Tình tình. Có thể bay trên, bay trên 10 mét xuống đất không chết ấy. Rất là xinh nhỉ. À. Nó còn biết kêu nữa đấy. Pộc pộc pộc. Đây mọi người, đây là em chuột mà em sinh hôm nay mất bao nhiêu công rồi mới em bị nó cào rồi mới bắt được nó đây. Lúc này thì nó cào nó tay rách hết này, rách hết không thả em đâu. Đã được vào trong cái lồng này và đã được thưởng thức hai quả táo. Rồi, tất em nói đi.